Xin chào bạn, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến ngày hôm nay là một chiếc micro thu âm sử dụng cho các loại máy ảnh, máy quay trên thị trường hiện nay. Và chiếc mic này thì đến từ thương hiệu Boya. Mình nghĩ là thương hiệu này thì đã không còn quá xa lạ với những người sử dụng máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp nữa rồi. Đây là một thương hiệu khá là có tiếng tại Việt Nam bởi sự đa dạng về mẫu mã cũng như là giá thành thì vô cùng là hợp lý. Sản phẩm mà mình giới thiệu thì có mã hiệu là BI-BM3030. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng mở hộp sản phẩm và test thử chất lượng chiếc mic này xem có đạt được những yêu cầu như mình mong muốn không nhé. Sản phẩm mic sẽ bao gồm một chiếc mic shotgun như thế này. Đồng thời thì các bạn được tặng kèm thêm một chiếc lọc gió bằng lông để có thể sử dụng trong các điều kiện thời tiết mà gió quá lớn hoặc là các bạn có thể sử dụng quay phim thu âm ngoài trời và cần hạn chế tạp âm. Ngoài ra thì còn có thêm túi đựng và một vài cái hiệu sách hướng dẫn sử dụng khác. Với các thông số đã được nhà sản xuất ghi rõ trong phần sách hướng dẫn cũng như là thông tin trong hộp sản phẩm thì 3030 là một chiếc mic shotgun định hướng. Nó sẽ sử dụng giao diện pin là loại pin 2A. Và nếu như mà các bạn sử dụng các loại pin tốt một chút, ví dụ như là pin sạc chính hãng, thì có thể sử dụng liên tục trong khoảng 150 giờ. Ngoài ra thì khác với một số loại mic shotgun khác thì BM3030 còn được trang bị thêm một cổng cắm tai nghe giúp bạn có thể kiểm tra được luôn âm thanh trong quá trình quay phim để có thể khắc phục được ngay những cái sai sót khi sử dụng mic. Giờ thì mình sẽ thử chiếc mic này với một thiết bị máy ảnh mà mình đang có sẵn ở đây. Các bạn lưu ý là sau khi lắp pin xong thì nếu như mà các bạn lắp đúng chiều pin hoặc là pin còn dung lượng thì đèn báo sẽ sáng màu xanh. Còn trường hợp nếu như mà hết pin thì đèn báo của các bạn sẽ là màu đỏ. Phần shock mount thì các bạn sẽ gài lên trên đầu máy ảnh. Bên cạnh đó thì BM3030 sử dụng giao diện kết nối là cổng cắm 3.5mm thì lại sẽ phù hợp với hầu như là các loại máy ảnh và máy quay trên thị trường hiện nay. Bây giờ thì mình sẽ thu thử một đoạn video ngắn để test thử cái chất lượng của chiếc mic này. Xin chào bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở khu vực ngã tư Sở rất là đông đúc và ồn ào. Hiện tại thì mình đang thực hiện bài test cho các bạn trên chiếc mic Boya BM3030 để kiểm tra xem là liệu chất lượng của 3030 thì có được như mình mong muốn không nhá. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như là đặt hàng sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline của chúng tôi 1900 1860. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.